học sinh và gia đình đã sẵn sàng tâm thế tới trường, các cơ sở giáo dục thì sao? Ngay từ trước Tết Nguyên đán, nhiều nhà trường đã bắt đầu công tác chuẩn bị đón hơn 120.000 học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Đây là buổi diễn tập chuẩn bị đón học sinh tới trường học trực tiếp tại trường Trung học cơ sở Hiệp Cường, huyện Kim Động. Tất cả các trường, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên toàn huyện đều tới dự khán. 7 tình huống được đưa ra, từ việc phân luồng khi học sinh đến trường và tan học, đến các phương án xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm COVID-19. Tất cả đều bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành y tế. Các giáo viên, nhân viên y tế được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phối hợp linh hoạt. Trên cơ sở cái buổi diễn tập hôm nay của trường trung học cơ sở Hiệp Cường thì chúng tôi sẽ cùng với trung tâm y tế huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn các cơ sở giáo dục sẽ xây dựng kịch bản một cách phù hợp nhất đối với từng nhà trường. Trong ngày chủ nhật, tất cả các trường trên địa bàn huyện sẽ tổ chức diễn tập để các thầy các cô tự tin và chủ động hơn trong việc xử lý các tình huống khi có yếu tố dịch trong nhà trường. Quy trình đón học sinh, các phương án xử lý khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong trường học cũng là nội dung trọng tâm được trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang triển khai. Bên cạnh việc xây dựng thời khóa biểu, chia ca chia lớp, đảm bảo giãn cách tối đa trong trường học, ban giám hiệu thường xuyên làm việc với các giáo viên để thống nhất quy trình. Đặc biệt, nhà trường đã bố trí phòng y tế, phòng cách ly tạm thời tách biệt, không chung lối đi với các phòng học để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Tất cả các đồng chí giáo viên của nhà trường đều nắm được quy trình học sinh quay trở lại trường từng bước một. Chúng tôi có phân lịch trực cụ thể để trách nhiệm thuộc về bộ phận nào để đảm bảo công tác phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường. Trong thời gian học trực tuyến, nhiều trường học đã được địa phương trưng dụng làm điểm cách ly tạm thời. Việc đầu tiên trong công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường là khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp, thiết bị, đồ dùng học tập, đồng thời bổ sung các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban dân các cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra các điều kiện để cho học sinh đi học trở lại. Sở Giáo dục Đào tạo thì cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra xác suất các đơn vị trong toàn ngành. Đến thời điểm hiện tại thì có thể khẳng định là các nhà trường đã rất sẵn sàng tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả nhất và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay toàn tỉnh có gần 300 giáo viên, hơn 1.700 học sinh đang là F0, F1. Các trường hợp này, tùy vào tình hình sức khỏe, hướng dẫn của ngành y tế, sẽ tiếp tục dạy và học trực tuyến. Ngày mai, 14 tháng 2, hơn 120.000 học sinh khối lớp 1, từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 trên toàn tỉnh sẽ tới trường học trực tiếp. Trong đó, khối 9 và 12 học 6 buổi trực tiếp, các khối còn lại học 3 buổi trực tiếp, 3 buổi trực tuyến.